Ba du khách Đài Loan bị thiệt mạng trong một tai nạn tàu tại Phi Luật Tân, tin từ Boracay. Ba du khách Đài Loan đã bị thiệt mạng khi một chiếc thuyền bị lật úp vào hôm qua ngoài khơi hòn đảo Boracay, một hòn đảo ở miền trung của Phi Luật Tân, nổi tiếng với bãi cát biển trắng. Trên thuyền còn có 27 người khác đã được cứu sống bởi các thuyền khác đi ngang qua, khoảng nửa cây số cách bờ đảo. Tất cả những người trên tàu bị nạn đều đến từ Đài Loan, ngoại trừ một người và 5 thành viên phi hành đoàn. Cảnh sát biển Phi Luật Tân cho biết, các du khách đang đi từ đảo này sang đảo khác khi thuyền của họ bị lật do đột ngột trời nổi gió mạnh và mưa lớn. Ba người bị thiệt mạng đều là phụ nữ. Ngoài ra còn có 6 người khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cũng trong ngày hôm qua, 5 du khách Đài Loan bao gồm cả một cô gái 9 tuổi, 3 phụ nữ và một người đàn ông đã bị thiệt mạng trong một vụ va chạm tàu ở Vịnh Hạ Long ở miền Bắc Việt Nam.